xanh. Đèn màu đỏ đèn xanh à? Cô ba cho các bạn xem cánh cửa của ô tô nào. Cô ba cho bạn xem cánh cửa nào, mở cửa ra nào. Mở cửa ra nhá, mở gương nhá. Trong có ghế ngồi à? Có mấy ghế ngồi ấy nhỉ? 1, 2. Bà cho tớ bước vào trong nhá. Bà cho tớ bước vào trong nhá. Bắt tội phạm, cho tội phạm nhốt vào trong. Bùm, vội bạn hư à? Tội phạm lười ăn à? Cho vào trong nhá. Rồi, bên này cảnh sát nhá, tôi là cảnh sát nhá, tôi sẽ mở cửa này, tôi bước vào nhá. Tôi bước vào là tôi lái xe bùm bùm bùm. Đèn sáng lộng lẫy lấp lánh luôn. Tinh 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 tinh. Cảnh sát đi về đồn nhá. Brum brum brum. Brum brum brum. Wow. Đèn sáng rất là mạnh mẽ nha các bạn nha. Tiếng kêu rất nguy hiểm nha. Đèn sáng ở trên đầu này. Đèn sáng ở phía trước này. Bạn chạm vào đâu mà nó kêu thế? Chạm bên rìa này à? Chạm cái này. Chạm ở trên này hả? À? Tớ quá thì chạy cái này. Chạy cái này thì mở chạy cái này. Để xem ấn nút nào nào. Cái này đèn mở nên đi tôi tắt đi. Cái nút ấn mở đèn ở trên này à? Bạn ơi, bạn bỏ tay ra cho tớ ngắm nhá. Một chiếc xe thật là hiện đại. Chân đi chơi, chân đi học. Và chân để đi nhá. Để đây nhá, bây giờ là ô tô về cả về đồn cảnh sát rồi. Ô tô nghỉ ngơi nhá, xong mai đi bắt tội phạm nhá. Ô tô xanh. Mai đi làm nhiệm vụ nhá. Để ô tô xanh. Ô tô này có mấy cửa con? Con đếm cửa nhá. Một cửa. Ô tô để xăng. Hai cửa. Ô tô bây giờ đi ra mở cửa ra đổ xăng nào. Kéo cửa ra đi mở đổ xăng nhá. Bác ơi, cho tôi đổ đầy bình xăng. Con nói là bác ơi. Bác ơi. Đổ xăng rồi. Đổ xong xăng rồi à? Bác ơi cho tôi đổ đầy bình xăng. Bác ơi bao nhiêu tiền? Con hỏi bao tiền à? Bao nhiêu tiền? Tôi gửi. Rồi. Sau khi đổ xăng xong lại lấy đi làm nhiệm vụ nhé. Brum brum brum. Brum brum brum. Xuống à? Bác muốn xuống ngắm cảnh à? Ngồi trên xe lâu quá à? Cẩn thận không tội phạm trốn mất nhé. Kêu là brum brum brum. Được xong rồi. Lại tiếng động ấy. Tiếng động kêu náo loạn cả khu vực. Được xong. Lại muốn dừng lại chạm xe đổ xăng hả bác ơi? Xe cảnh sát lại dừng lại đổ xăng à? Lại đổ xăng nữa này. Đổ xăng nhiều thế. Về phải đủ đi cho một tuần đấy. Bác nhìn xem cây đồng hồ thêm bao nhiêu xong tiền. Rồi. Đổ xong rồi à? Mình lại cắt cái ống đổ xăng lên trên. Xong rồi để gọn gàng vào. Cẩn thận nhá, cẩn thận không mà bác đi xuống hố nhá. Cái này. Bác đang đi lùi à? Bác đang lùi về. Cẩn thận đằng sau có mương. Tôi cẩn thận đằng sau có mương ngã nhá. Cắn à? Không. Không ấy cái này. Đi từ từ thôi à? Từ từ nữa.
Ngã. Cẩn thận không ngã đấy. Ngã chân rồi, chân. Bây giờ cho xe thử trải nghiệm một lần nhá. Xe ngã. Chà, phải đi xe chậm. Xe bây giờ là xe này đi đua nhá. Vroom. Xe này đua nhá, bây giờ xe sẽ đua mà. Nó không kêu nhỉ? Đừng mở cho. Không. Để con mở cho. Mà mẹ ơi. Để con mở cho. Wow. Vroom. Xe đi xuống dốc an toàn rồi à? Oh, xe chở xe à? Xe chở xe nào? Cho đi lên. Rồi cho lên trên bàn để đi đua nào. Cho lên đường đi đua nào. Rồi các bạn ơi. Đây mình có xe hai xe này xếp vào với nhau nào. Rồi hai xe đua nhá. Wow, hai xe đi sát nhau quá, nguy hiểm quá các bạn ơi. Mình phải giãn cái khoảng cách tối thiểu chứ, để không bị chạm bánh xe vào nhau chứ. Oh, bác mới hạ cánh xuống dốc an toàn à? Anh xuống đó. Đi xuống rồi mình lại đi lên à? Mẹ ơi, ô tô đi nào, bây giờ bác đi cùng bên cạnh tôi nào. Bác ơi. Bác xe Jeep. Đi gần lao dốc rồi. Hai xe lại, hai tay đua lại bắt đầu cuộc đua nhá. Vroom 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 vroom. Cuộc đua kết thúc ở đây nha. Đi xuống. Hai các bạn nghỉ ngơi đi nha. Mai chúng mình lại đi đua nha.